Xin chào tất cả mọi người. Hoàng Đức Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi. Và ngày hôm nay sẽ là một người bạn của Hoàng Đức Bơ, và tôi tin chắc chắn rằng bữa tiệc ngày hôm nay sẽ rất là ngon miệng đây, bởi vì cô ấy là một trong những diễn viên rất tài năng, bên cạnh đó rất dễ thương, xinh đẹp mà cực kỳ đảm đang. Xin mời quý vị chào đón diễn viên Nguyễn Mỹ Linh. Yeah. Trời ơi, dễ thương quá. Linh đến đây nào. Chào Linh. Dạ, chào. Cái này. Ăn gì mà càng ngày càng trẻ ra ta? Vì hôm nay á là em quay với anh. Ủa? Em biết anh là một người rất là năng động, là trẻ trung nữa, thì cho nên em nay em mới vô nói với bạn makeup á. Em làm sao mà bữa nay cho chị thành 16 tuổi. Thành công đúng không? Anh đang nhìn ra 18 nữa, thì nói chung là cho 9 điểm đi. Xin mời cô gái 18 tuổi về ghế ngồi nào. Dạ. Mời em. Dạ. Phòng khách nhà anh đây. Bữa nay là anh mời em qua đây để anh cho em ăn đúng không? Ăn. Ăn bắp hả? Không. Bắp này là một phần trò chơi rất hấp dẫn mà không phải là dành cho em, dành cho hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay đến đây giao lưu cùng với Nguyễn Mỹ Linh. Có hai fan hâm mộ tới gặp em nữa. Đương nhiên. Trời. Anh đã chọn ra hai bạn fan nam rất là điển trai. Hai nam luôn hả? Hai nam. Trời ơi. Vậy là hôm nay là em là người đẹp nhất nhà rồi. Anh được biết là em còn rất là đảm đang nữa. Nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà thời gian em đi phim quá nhiều, thì làm sao để em nấu cơm cho anh Lê Quỳnh ăn? Em thường thì dành những cái buổi như là lúc lịch mà trống á, thì em sẽ ở nhà dành trọn hết nguyên một ngày đó để nấu những cái món chồng em thích. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với phần khẩu vị, là sẽ phải liên quan đến ẩm thực, nấu nướng. Bên cạnh đó là cái tình cảm của fan hâm mộ dành tặng cho nghệ sĩ thần tượng mà họ yêu mến. Dạ. Sẵn sàng nha. Dạ. Mà trước khi có được những cái phần thể hiện tài năng nấu nướng của các chàng trai, Mỹ Linh phải order đồ ăn, phải đặt hàng thì nhà hàng chúng tôi mới phục vụ được. Dạ. Hai món ăn nào mà mang lại cho Mỹ Linh nhiều cảm xúc, nhiều sự thú vị, nhiều kỷ niệm, hay là hợp khẩu vị mình, cứ ghi vào hai món luôn. Bữa nay cho em ăn hai món luôn. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng chờ đón xem hai nam thần nào là fan hâm mộ của Mỹ Linh ngày hôm nay đến đây để sẵn sàng đón nhận hai món ăn mà bạn đã đặt hàng. Dạ. Nào, xin mời sự xuất hiện của Duy Hưng và Duy Khang. Trời ơi. Trời ơi, tôi gặp rồi mà tôi còn hết hồn hết chưa. Mời hai bạn. Gái đã có chồng. Ủa gì vậy? Chưa gì dặn nhẹ câu rồi. Mời hai bạn ngồi. Em dặn em trước. Dạ, mời Mỹ Linh. Diễn viên Mỹ Linh mà chúng ta thấy được trên sóng truyền hình với những bộ phim truyền hình mà cô ấy đã tham gia rất là tài năng nữa không nào. Và hai bạn, đây là bạn Duy Hưng, đây là bạn Duy Khang. Rồi ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy? Dạ, em ăn bắp. Wow, vậy đúng gu rồi, đúng tủ rồi. Hy vọng bữa nay tủ không đè. Còn Duy Khang ăn gì đẹp trai vậy? Em ăn cơm má em nấu. Tất cả những người mẹ nào cũng mong muốn con mình dinh dưỡng đầy đủ để tăng phần đẹp trai. Hai bạn có thể nói lên những cái ấn tượng của mình và tình cảm ra sao đối với nghệ sĩ diễn viên Mỹ Linh. Xin mời bạn. Em tên là Nguyễn Duy Hưng, thì em năm nay 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là một nhân viên kinh doanh của một shop thời trang. Em có xem được một vài bộ phim của chị Mỹ Linh á, em rất thích những vai diễn đó của chị, đặc biệt là trong phim Không Lối Thoát. Còn với Duy Khang thì sao nào? Dạ, dạ em tên là Duy Khang, hiện em đang học tập và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em biết chị Linh trong phim Tiếng Sét Trong Mưa không chị? Trời ơi, hai cái dấu ấn. Dạ. Đó là hai bạn ngày hôm nay cũng đã sẵn sàng tinh thần của mình để có thể quyết chiến quyết thắng rồi. Có thể các bạn nấu ăn rất ngon, nhưng mà có quan trọng là cái khẩu vị của người đẹp kìa. Nãy giờ chúng ta chưa khai thác được gì nhiều về người đẹp hết, nên bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chơi game. Để chi qua ba ẩn số sau đây để khám phá những cái nét đằng sau cuộc sống hay là ẩm thực của Mỹ Linh. Mà để làm sao giành quyền ưu tiên chọn con số thì chúng ta phải chơi game. Xin mời hai bạn cầm bảng lên. Dạ. Rau chân vịt còn được gọi là gì? Ủa em ghi lưu hả? Không đọc mấy cái gợi ý hả? A. Cải thảo. B. Cải bó xôi. Và C. Cải ngồng. Chuẩn bị 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời hai bạn xoay đáp án ra. C. Cải ngồng. B mới là đáp án chính xác. Là cải bó xôi. Rau chân vịt là cách gọi khác của cải bó xôi, được ví như một siêu thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cải bó xôi có nhiều cách chế biến như làm nguyên liệu cho món salad, nấu canh, xào tỏi. Như vậy là ở câu hỏi này thì hai bạn không ai ghi được điểm và giành quyền ưu tiên để lựa chọn ẩn số. Thì xin mời Mỹ Linh. 1, 2, 3, em chọn ẩn số đi. Em chọn số 1 đi. Xin mời số 1. Chỉ có thể là sống. Mà bên cạnh đó các bạn thấy được cái một cái vương miệng vua đầu bếp không? Đó chính là một trong những cái quyền ưu tiên dành cho hai bạn, mà thật đáng tiếc hai bạn bỏ lỡ mất rồi. Có được cái huy hiệu đó lát nữa mình đỡ mệt chứ gì hết trơn. Quay trở lại với cái cụm từ khóa là chỉ có thể là sống, là sao, nó có ý nghĩa gì với em?
có một cái loại thực phẩm mà tới bây giờ em cũng không hiểu lý do tại sao luôn á, trái khổ qua. À. Em có thể ăn sống nhưng mà nấu canh lên em ăn không được, xào lên em ăn không được. Ủa gì kỳ vậy, em ngược đời với người ta vậy? Có thể là em sắc lát ra xong rồi em ngâm với nước đá giòn giòn á, em ăn bình thường không sao và em cảm thấy rất là ngon và cảm giác nó rất là ngọt nha. Mà mỗi lần xào hoặc nấu canh lên tự nhiên em thấy nó đắng ngắt. Ừ. Cảm ơn Mỹ Linh rất nhiều đã chia sẻ một cái điểm rất là thú vị trong cách ăn uống của cô ấy. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, hai bạn chú ý lắng nghe. Món bánh cống là đặc sản của tỉnh thành nào ở miền Tây? Miền Tây thì có mười mấy tỉnh hết chứ. Đúng rồi, mà mình không được gợi ý hả? À, không được gợi ý. 3, 2, 1, hết giờ. Và bây giờ xin mời hai bạn xoay đáp án ra. Bạn Khang thì trả lời Sóc Trăng, bạn Hưng thì trả lời là Tiền Giang. Nhưng đáp án chúng tôi là Sóc Trăng. Wow, Sóc Trăng hay vậy? Dạ, tại quê em là ở Bạc Liêu cũng gần Sóc Trăng ha. Chúng ngay bài tủ luôn à. Cách làm bánh cống không phức tạp nhưng lại phụ thuộc nhiều vào cách chọn nguyên liệu, pha chế bột khéo léo khi đổ khuôn để nhân bánh phân bổ đều và đẹp, cho đến thao tác chiên bánh sao cho vàng đều và dậy mùi thơm. Như vậy là ở câu hỏi này thì bạn Duy Khang đã ghi được điểm và giành lấy quyền ưu tiên lựa chọn ẩn số. Xin mời bạn. Dạ em chọn số 3. Số 3, xin mời số 3. Chị em chắc có bệnh lâu. Ủa câu này nghe quen. Em bị dị ứng với lại bột ngọt. Mà ngày hôm đó bạn của em á rủ em là đi ăn cái mì gói xong rồi trộn với muối ớt. Nói chung là bạn nó nói cái món này rất là hot và rất là ngon. Thế là hai chị em đèo nhau đi tới cái quán đó, thấy cô đó trộn múc bột ngọt bỏ bắt 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 vậy đó 2-3 muỗng. Mà em đâu có ăn được bột ngọt. Mà em không ăn được bột ngọt mà xong rồi bạn chị đó kêu là cô ơi đừng có bỏ cái bột ngọt đó vô tô của con nha, nhưng không hề nói với em. Vậy hả? Xong rồi vô ngồi ăn cũng không có nói cho em biết. Thì sau khi vừa ăn xong từ cái quán đó thì em nhớ đi ra ngoài đường chắc khoảng được tầm 50m à, tự nhiên em đang ngồi ở đằng sau xe dán luôn không? Em thấy nguyên một cái chiếc xe hơi nó lật lại. Từ lúc mà em nói xong câu đó là em kiểu như em bị xỉu á. Đưa em về cái mới lấy nước ngọt có ga anh xong rồi nặng miếng chanh vô cho em uống. Thì sau khi em uống xong là em nằm ngủ 1 tiếng đồng hồ. Em tỉnh dậy em mới hết. Ghê thiệt. Cảm ơn Mỹ Linh đã chia sẻ. Dạ. Và bây giờ chúng ta đến với cái thử thách cuối cùng. Ai thắng cái thử thách này là sẽ giành lấy quyền lật ô số còn lại và cũng như là chiếm rất nhiều ưu thế để lát nữa đây mình lựa chọn bếp và lựa chọn đồ ăn. Ở thử thách này thì hai bạn không cần dùng bảng nữa. Hãy quay trở lại với những trái bắp. Quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng dành cho Duy Khang và Duy Hưng. Các bạn ấy trong tình trạng bị bịt mắt rồi, phải đi lui làm sao với đôi tay đang bị trói ở đằng sau để đón lấy hai trái bắp mà tôi và Mỹ Linh sẽ hỗ trợ các bạn ấy lấy. Sau đó tận dụng khoảng thời gian chỉ có 2 phút mà thôi để có thể tách những hạt bắp này, càng nhiều hạt càng tốt. Và bây giờ sẵn sàng nha hai bạn ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi lui nè. Ghê ghê ghê, từ từ thôi nha. Đổ, đổ, đổ qua trái, qua trái, qua trái, xúc. Sổ, xúc sổ hết nha. Rồi, đi thẳng đó, tới, đó, thẳng đúng tới. Rồi, hay đó, quá. Rồi. Hay quá, anh chỉ nhìn cái dẻ thôi, còn nhiệm lượng lại là, đó. Mình tách dọc á. Hay quá. Mình tách dọc á Khang. À, có bí quyết, hay quá. Ráng em, ráng em. Em ơi, tách hạt sao em chơi tách luôn cái cùi vậy. Bạn móc cùi luôn nè, ghê thiệt, tay khỏe quá. Nhanh lên, nhanh lên, bên kia nhiều lắm rồi kìa. Ê, coi chừng đổ ra ngoài. Ráng rồi, ráng rồi. Không sao đâu, hàng nào bị rơi anh vẫn tính. Thôi, rơi nhiều quá không tính đâu. Chứ tôi định sẵn cái gì quá. Ráng hơn, ráng hơn. Khang bên kia là tách đổ ra ngoài hết trơn. Ờ, không biết sao đổ hết trơn nè. Bên em nè, không có đổ ra ngoài. Thế không có phụ nữ là thấy có khác liền không? Anh Hưng tại vì anh không có lợi thế chiều cao giống như anh Khang. Thật ra là tôi phải đỡ cái gì á, vị trí thấp hơn nè. Thời gian sắp hết rồi nha các bạn ơi. Ồ Linh có để không Linh, đây là bắp luộc á Linh. Dạ, bắp luộc là khó tách hơn, mới đầu em tưởng là bắp sống thì còn bắp dễ tách. Dễ ha. Dạ. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi các bạn ngưng tay nào, để trái bắp xuống. Tháo tháo ra giùm cho người ta đi. Trời ơi, hồi nãy giờ chắc là cũng mỏi tay lắm luôn rồi đó. Rồi, Hưng nhìn nhẹ vô cái thành phẩm của mình nè. Đẹp. Quang thấy ok không? Quá nhìn đẹp. Dưới chân em mà Hưng. Thôi quá, quá trời. Trời dưới chân luôn, đâm ra dưới chân chắc là không tính được rồi. Nào, chúng ta về phòng khách thôi. Đây là diện tích bắp của bạn Duy Hưng. Em cầm lên. Dạ, đây. Còn đây, diện tích bắp của bạn Duy Khang. Thì đó đang là cái diện tích của bên bạn Duy Khang. Nó rộng và nó nhiều hơn. Thì
thì đâm ra là bạn đã chiến thắng ở thử thách này. Yeah, chúc mừng Duy Khang. Thì xin mời Khang đón nhận cái bí ẩn đằng sau con số 2. Đó chính là thử chơi lớn xem có ai trầm trồ. Wow, cái này nghe có vẻ hơi trẻ trâu một tí, nhưng mà lúc nào vậy em? Dạ, lúc hồi cái đó nó đang gọi là hot. Cái đó đang hot? Dạ. Cái gì ta? Mì cay. À, hồi đó là em ăn, mới đầu là em sẽ ăn từ từ lên từ cấp 2. Xong rồi, cấp 2 thì cũng dễ chịu được. Cái em ăn lên cấp 3, cái bắt đầu em cũng thấy nó có hơi cay cay rồi. Cái em nói thôi đợt này mình chơi lớn, mình thử lên cấp độ 4 nữa coi sao. Em ăn cấp độ 4 xong, vừa ăn xong hai cái lỗ tai nó phì phì. Mới cấp 4 thôi mà vậy rồi. Em chịu không nổi, quá cay luôn anh ơi. Và bây giờ thì quay trở lại với đề bài ngày hôm nay, sau khi trải qua 3 thử thách thì Duy Khang đã nắm được quyền ưu thế. Bạn đã giành chiến thắng qua 3 vòng thử thách đó. Thứ nhất là bạn được chọn món ăn mà Mỹ Linh đã đặt hàng ngay từ đầu chương trình. Một bên là tôm sốt cay, một bên là miếng xào cua. Ôi, hai món quá quen thuộc luôn. Bạn chọn món nào nè? Dạ em nghĩ là em chọn tôm sốt cay. Rồi, chúc mừng em. Như vậy là với quyền ưu tiên của mình, em đã chọn món tôm sốt cay. Rồi, hỏi đáp ơn xin phép thay mặt Mỹ Linh trao món miếng xào cua cho bạn. Ăn này chưa? Dạ rồi. Mà làm chưa? Dạ chưa. Hợp lý quá. Chúc bạn thành công nha. Dạ rồi. Bên cạnh đó là một đặc quyền khác dành cho bạn Duy Khang. Đó chính là lựa chọn phần bếp bên trái hay bên phải. Tại vì mỗi bếp nó đều có một cái đặc trưng riêng, nó thú vị lắm, lát nữa mới tiết lộ. Bạn chọn bên nào phong thủy hợp với mình? Thì chắc em chọn bên phải. Bên phải đi ha. Như vậy lát nữa chúng ta sẽ chờ đón xem phần bếp của Duy Khang và Duy Hưng sẽ có phần đặc biệt ra sao. Rồi, xin mời Mỹ Linh và quý vị khán giả nghỉ giải lao trong vài lát. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần rất hấp dẫn khi chúng ta bước vào gian bếp của nhà Hoa Rapper. Tại hai vị trí mà đúng với gian bếp bạn Duy Khang đã lựa chọn thì bạn này có một cái tập dề rất là đặc biệt. Tập dề này mang tên bao bố. Bạn sẽ phải nhảy bao bố mỗi khi mình di chuyển để lấy được những món nguyên liệu hay là những vật dụng nào đó theo hình zigzag vượt qua khỏi những cái chướng ngại vật ở dưới chân. Duy Hưng cao quá. Cao là nhờ hai cái lon ở dưới chân. Bạn đang phải có một đôi dép rất là đặc biệt để có thể di chuyển trên hai chiếc lon này. Mỗi lần đi lấy đồ mình phải đi vượt qua các chướng ngại vật theo hình zigzag luôn nha. Xin mời hai bạn đeo tập dề vào. Hãy lưu ý những vật dụng như là dao kéo khu vực của Duy Hưng bự lắm, nó như đây thôi. Còn vật dụng bên Duy Khang nhỏ lắm, nó như đây lận. Bên cạnh đó là những cái áp lực về thử thách dành cho bạn Mỹ Linh. Bởi vì chúng ta sẽ có rải rác 4 cái thử thách, nó nằm ngẫu nhiên ở đâu đó trong những cái hũ gia vị hay một cái góc nào đó. Để làm sao Mỹ Linh phải vượt qua những thử thách này thì người chơi mới được quyền sử dụng những món đó nha. Bởi muốn ăn đâu có dễ. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Xin mời các bạn đeo bao tay vào. Linh, qua phòng khách chờ đi em. Ngồi đi em. Sao em thấy mình giống chơi đồ hàng quá vậy? Có thử thách, có thử thách. Hả? Cái gì vậy trời? Ngồi chưa kịp nóng luôn á. Làm miếng mà không có miếng, bây giờ có thử thách để lấy miếng. Là chị Mỹ Linh phải ngậm 3 viên kẹo bông dẻo cùng một lúc và hát một bài hát bất kỳ. Ủa mà mình có bị thời gian không? Thì em cứ hát bài là bạn ấy sẽ được quyền sử dụng miếng. Trời ơi, 3 viên ô nữa đi em. Cái máy tính nó đánh lộn số 3, số 8, đất 8, số 3 đó. Ăn 8 cục. Cái gì 8 cục? 8. Đúng là trầm trồ với cái khẩu hình của Mỹ Linh. Anh thấy bên kia cầm thử thách rồi đó. Lại nè, 2, 3 bình tĩnh nè. Vô. Em beatbox hả? Hát đi. Vô. Ôi trào nước mắt luôn hả? Trời, bài hát em cảm động lắm đúng không? Nếu em không vượt qua được thử thách này là không có miếng ăn đâu cưng. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây cái cho bông. Tình em nó lối anh trong vòng, cây nước tròn ngày mùa thơm bóng. Ok. Qua rồi, ok. Dùng miếng đi Hân ơi. Được, 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 dùng miếng rồi đúng không anh? Anh ơi, em cũng có một thử thách dành cho chị Linh. Hay quá, chúc mừng em chưa kịp nuốt luôn á. Em đọc đi. Phiền chị ngậm một lát chanh và nói hoàn chỉnh không vấp câu sau 3 lần. Nếu nói lầm lẫn lần này thì lại nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi. Ê, tôi wow với người đọc đề lắm rồi đó.
đấy, chảnh đấy, vừa ngậm vừa nói. Chứ em chơi ai chơi lại em nữa. Trời ơi, cắt cái miếng chanh như mình nó dày quá. Em ơi, chơi lớn ngậm hai miếng luôn. Thôi. Vô. Trời ơi, từ chàng khái chuột lúc em ngoan quýu rồi đó. Đọc đi, đọc đi, đọc đi. Đọc đi. Nào. Mới con chữ, mới có một chữ rồi, cái câu của người ta mấy chục chữ lần. Nếu nói lầm lẫn lần này thì lại nói lại. Hợp lý. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Hợp lý luôn. Nói cho đến lúc luôn luôn lù loát hết lầm lẫn mới thôi. Một lần, tiếp đi. Trời ơi, tái hơi bồ khang như thường không? Nếu nói lầm lẫn lần này thì lại nói lại. Nhanh lên, nhanh lên. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Nữa lên. Nói cho đến lúc luôn luôn lưu lót hết lầm lẫn mới thôi. Nếu nói lầm lẫn lần này thì lại nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi. Em thiếu cái gì vậy Khang? Dạ em thiếu tôm. Rồi tôm đã thuộc về em rồi. Cảm ơn chị. Có trò chơi nữa chị Linh ơi. Cái gì vậy trời, ta chưa kịp chậm mồ hôi luôn á. Em lấy món chính cua của em. Chị Linh phải cắt vỏ và tạo được một bông hoa trang trí từ trái cà chua. À dễ. À nghe, cái nghe, này nghe. Là đảm đang rồi. Nhanh nha, nhanh nha, nhanh nha. Trời ơi, cái vỏ sao lúc nhất vậy? Trời ơi, thử thách mà ai em. Ồ, oh, oh, hay quá. Rồi, gắn cái bông hồng. Ba cái rồi. Ba rồi. Còn cái ráng. Dạ em có một thử thách cho chị Linh tiếp. Bịt mắt và chọn ngẫu nhiên một loại gia vị đổ vào ly nước cốt chanh để uống. Cốt chanh, cốt chanh. Cốt chanh, thấy chưa? Đây, kính thưa quý vị, đây là một ly nước cốt chanh. Đó, bây giờ em phải bịt mắt lại. Bên trong đây nó sẽ có rất nhiều loại gia vị khác nhau. Chuẩn bị nha. Dạ. Mở ra nè, ôi trời ơi. Kính thưa quý vị, trên tay Hoàng Rapper chính là ba sự lựa chọn. Ba sự lựa chọn dành cho diễn viên xinh đẹp Mỹ Linh. Mà cô ấy sau khi chọn xong không còn biết xinh đẹp nữa hay không là tùy thuộc vào độ hên xui của cô ấy. Em lựa đi. Số 1 nha. Cái này là số 1 đúng không? Ừ. Quậy đều mới uống được nha em. Bột hả? Bột hả? Bởi cải không? Đó coi như tiếp thêm vitamin C. Wow. Giỏi quá, hay quá. Chúc mừng em đã chọn được 4 đường. Như vậy chúc mừng Mỹ Linh, bạn đã hỗ trợ rất là nhiệt tình và thành công hết tất cả 4 cách. Và bây giờ xin mời Mỹ Linh ra ngoài mình chỉnh trang tí nha. Đã xong rồi, hai món siêu phẩm ngày hôm nay đến từ hai chàng trai trẻ đã sẵn sàng để phục vụ Mỹ Linh. Hai món đó chính là tôm sốt cay cùng với món miếng xào cua. Rõ ràng là hai anh chàng này rất là khéo tay, trong một khoảng thời gian rất ngắn còn bị hạn chế về khả năng đi lại. Bên cạnh đó là những phần vượt thử thách rất là đáng yêu của Mỹ Linh nữa. Và bây giờ thì không biết là hai món này em muốn thưởng thức món nào trước. Anh nghĩ tại vì vị cay nó có lưu lại khá lâu, đâm ra mình nên ưu tiên cho cái món có vị ngọt trước là miếng xào cua đi, để lát nữa mình giữ công bằng ha, nó dễ hơn vậy đi cũng vậy được đi. Ok dạ. Với món miếng xào cua này không biết tình cảm và lời chúc của bạn Duy Hưng ra sao? Là món này thì em tặng cho chị Mỹ Linh, cũng mong là trong thời gian sắp tới chị Mỹ Linh sẽ có được nhiều dự án, kể cả sân khấu, kể cả phim ảnh hay những dự án nghệ thuật sẽ ngày càng thành công hơn và được công chúng đón nhận mình nhiều hơn nữa. Trời, cảm ơn Duy Hưng. Dễ thương quá. Đó, em thấy nhìn là này rất là đẹp nha Hưng. Dạ nha. Đúng rồi. Nhưng mà ngoài miếng cua ra thì lấy làm sao để chế biến để bắt được khẩu vị của Mỹ Linh? Dạ thì em có thêm cả vị ớt, nhưng mà là ớt Đà Lạt cho nó nhẹ nhàng thôi. Với lại một ít cà rốt, hành lá. Dạ, để cho món ăn của mình nó đa dạng màu sắc, nhìn nó hấp dẫn hơn một tí. Đúng vậy, nhìn rất là bắt mắt. Ôi ôi, cái miếng cua nhìn ngon thiệt hay. Cảm ơn em.
Đúng lúc ghê. Vậy em ăn nha. Em ăn đi. Em nghe giờ cái chén nó ở kế bên em chịu hết nổi. Em cứ tự nhiên đi. Bình thường thì anh làm anh nay trụng nước sôi luôn. Hóa ra là cái cọng miếng của anh làm nó hay mềm hơn, nó đụng nó dính hơn. Anh nấu thì anh trụng nước sôi được để anh chế nước lèo vô luôn á. Còn nếu anh đã trụng nước sôi xong anh đem lên bếp anh xào lại nữa thì nó dính. Dạ đúng rồi. Hợp lý, ngâm nước lạnh. Theo như em ăn thì thấy cái vị nha, cái ớt làm rất là giòn. Cái vị cũng rất là vừa ăn. Miếng thì nó giòn giòn sực sực ha, nó không có bị nhão. Nó bị sượng không? Không miếng rất là quá. Ngon. Dạ, cua thì em cảm giác là cua nó thấm vị. Hợp lý không? Hợp lý, dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ để phần này để lát nữa Hoàng nó ăn hết. Ai biết thấy em ăn có nhiêu đó hả? Em ăn thấm vị thôi, với bộ với lại là... Dữ kẻ hả? Dữ kẻ. Vậy lát nữa mình ăn hết nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với món ăn tôm sốt cây của bạn Duy Khang. Dạ. Không biết là cái thông điệp của bạn như thế nào với món ăn này? Dạ, em làm món này thì cũng chúc chị có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều vai diễn hay để cống hiến cho khán giả yêu thương của mình. Rồi, mời Mỹ Linh, em cứ tự nhiên nhé. Bữa nay em là chủ tiệc mà. Đó, bây giờ phải nếm tôm sốt cay là phải nếm cái nước sốt trước. Nó cay không? Cấp mấy? Cay là cay chính nè. Cay là chính á. Bạn làm là bỏ bao nhiêu trái ớt vô trong này? Dạ, 2 trái ớt với 1 ít tương ớt. 2 trái ớt với 1 ít tương ớt. Nhưng mà quan trọng là cái vị chua ngọt mặn hay sao? Chua. Trong chua. Này có cái vị chua. Em cảm giác hình như là nó chua hơi nhiều. Chua này là từ đâu vậy? Chắc từ chanh. Em thấy. Trời tả thôi mà thiệt á, cái dịch vị nó tiết ra hấp dẫn quá quý vị ơi. Cái này là phải kèm với cơm trắng đấy. Nào Linh ơi, giây phút quan trọng đã đến rồi. Sau khi em thưởng thức hai món ăn này thì hãy quyết định xem món nào thắng cuộc ngày hôm nay để giành lấy giải thưởng trị giá 5 triệu đồng của chương trình. Bạn nào làm cũng rất là ngon. Đúng vậy. Nhưng mà về cách trang trí cũng rất là đẹp, quá đẹp, bắt mắt ha. Còn về cái lúc mà em ăn và em thưởng thức á thì em cảm giác là miếng thì nó sẽ hợp và nó dễ chịu hơn, và nó hòa quyện với nhau, nào là rau, cua, rồi tất cả các món đó nó hòa quyện lại, nó làm một món ngon. Thôi bây giờ là em sẽ quyết định làm món miếng xào cua của bạn Duy Hưng là món chiến thắng. Dạ. Chúc mừng Duy Hưng. Dạ. Như vậy là bạn đã giành được giải thưởng của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và bên cạnh đó là phải chúc mừng và cảm ơn bạn Duy Khang rất nhiều. Nào, chúng ta nhận thưởng thôi. Đây, Mỹ Linh ơi, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng xin mời Mỹ Linh trao tặng cho bạn Duy Hưng. Em đi về chứ? Nào, nghệ sĩ, thằng đơn, đừng. Đây, chào cho Duy Hưng. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Tiếc lắm. Nhưng mà thật sự là rất ấn tượng với Duy Hưng, một chàng trai rất là trẻ nhưng mà nấu ăn rất ngon, đặc biệt là nắm bắt được tâm lý của người đẹp. Nấu ăn vừa miệng khiến cho người đẹp rất là vui. Dạ. Nhưng mà không phải là bạn Duy Khang nấu ăn không vừa miệng đâu nha. Chẳng qua là cái khẩu vị bữa nay chưa khớp với Mỹ Linh lắm. Cứ giữ mãi niềm vui này, cố gắng nấu ăn càng ngày càng ngon hơn để cho tất cả các thành viên trong gia đình luôn tự hào về Duy Khang. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Mà nói thiệt chứ có thấy tiếc hay buồn gì không? Cũng trách cứ trách móc gì bạn Duy là Mỹ Linh không? Dạ cũng có một chút ha. Chút ha. Thôi giờ giả bộ đi, giả bộ tháng mai nè, 2, 3. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều. Trời ơi, ta diễn viên tiềm năng triển vọng mà. Dạ. Cảm ơn Mỹ Linh ngày hôm nay đã tham gia cùng với Khẩu vị ngôi sao và hy vọng luôn luôn là một hình ảnh nghệ sĩ Mỹ Linh tràn đầy năng lượng và tài năng khi xuất hiện trong những vai diễn. Dạ, em cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.